lẹc khán xâm rắp lên lẹc khní nơi bà tê kà nà. Mình cho bà phái nâng cú ai chạp ả rõm chì tràn nơi tam bần đà bà tê nì nì khăn ông thuyết áp rịch. Khăn ông nú, mình rương đại cú ai chạp ả rõm mùi nơi bà tê kà nà. Nơi bè đạp đầy bà bốn lên lẹc khní đòi bộ kế trời tài ăn vót tam lẹc khán mùi. Bà chìa chôn kà nà, mình sật lên lẹc khní. Bọn tài cú xoá mây phẹt rì dìa đã chọn lành lạc nha nút trở tài cho tới tổ lạc cả. Đói xí lì xâm liệu bóng bẹc con cửa mông con cầm lọ đột cát bị bộ kê rệp áp bì bìa. Lạc khăn bạch ni hạ cú ấy ở xâm nót bằng tịch. Hai cú xoá mây phẹt rì dìa chọn lành lạc trở tài cho tới khăn bằng tục muối đầy kê hai tháng bằng tục lành lạc. Bà bộ kê chọn ở cả lành lạc tới tù bàn chục chay. Nếu bần đá bà tê Afrik xem xem tiết đồ chìa công khổ cho bà tê cả nà. Cú xoa mấy ách lên lạc địa bàn. Đòi đồng bốn trời đồng rớt ao xạ mấy khuôn. Trời tập tế ở bông mặt đáy khám mê chìa mùn. Đồng bây bần nhớ bì mùl hẹt đã chọn lên lạc nìa. Đồng bây tựa tùa bàn cà dôi bốn bì ở bông mặt đáy khám mê tiền xong kháng sần. Đồ chân này hỏi tập nơi bà tê công khổ sơ tài khám mê nà tra lên lạc nìa sao.